Hello, chào tất cả các cháu. Ui, nay cái máy của chúng mình bị lỗi. Chúng mình phải chỉnh mãi mới được. Đáng nhất là live stream của cô cháu từ lúc 8 giờ cơ. Nhưng mà máy bị lỗi, giờ mới live stream được. Chào Dịu nhá. Hello, chào Hoàng Di. Chào cả nhà. Hello, chào Đình Thục. Đúng rồi, chú còn một câu chưa sửa. Chính xác, câu bị sai đề đấy. Cả ngày hôm nay chú đi dạy chú còn chưa kịp nhìn đề lại. Câu đấy bị sai đề. Hello, cháu Lê Kiều Mị. Tên Mị hay thế. Hello, chào cả nhà. Chào Đặt Còi. Chào Thủy Tiên. Chào Văn Anh nha, chào Phan Đức nha. Chào Huỳnh Văn Chiến, chào Công Đức, chào Gấu. Hello, chào Hà Thu Dịu. Hello, chào tất cả các cháu. Chào tất cả các cháu đang tham gia buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Đúng rồi, chào Nhân Văn. Đúng rồi, hôm qua chú còn một câu chưa sửa, câu bị sai đề ạ. Chú chưa sửa được, chú chưa sửa được đề luôn. Chưa có thời gian sửa đề luôn, cả ngày hôm nay đi dạy. Chào Hiền Thị, chào Văn Đức. Hello, chào Đạt Còi. Chưa, đã bắt đầu đâu mà. 1C, bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh cho nhá. Hello. Chào Gấu. Bạn Gấu, bạn hô hào xem mà tìm cánh tay các bạn thi thương mại này. Chào Hằng Nguyễn. Hello, chào em. Chào hỏi một chút rồi mình bắt đầu nhỉ. Hello. Chào Bùi Thanh Thảo. Chào Hiền Thị. Hello, chào Dung Nguyễn. Hello. Câu nào chú sai? Hello, chào Như Thủy. Như Thủy ơi, inbox của chúng mình nhá. Đăng ký học thì inbox cho chú nha. Bất kỳ một bạn nào muốn đăng ký học thì vui lòng inbox cho nick Vũ Tuấn Minh của chúng mình ạ. Vừa nãy các bạn vừa bảo là muốn đăng ký học. Những bạn nào muốn đăng ký học thì inbox cho nick Facebook của chúng mình ạ. Đấy, chúng mình vừa mới đấy, gắn lên đấy luôn đấy ạ. Chào hỏi nhau tí các cháu rồi vào học nào. Hello. Chào cả nhà. Cả nhà ăn cơm chưa? Chào Như Linh. Cả nhà ăn cơm chưa? Hello. Đề cỡ chữ 14 mà con đứa còn kêu đề chữ bé. Quánh cho nó một trận. Cho nó to đầu giờ. Lấm sẹo. Hello, chào Phan Đức. Chào Thanh Tuyến. Chưa lúc giải đâu cháu. Ăn rồi, chú cũng vừa mới ăn xong. Hello, chào cả nhà. Đâu inbox học inbox chú trả lời mà. Inbox nick Vũ Tuấn Minh ạ. Các cháu nhớ là inbox nick Vũ Tuấn Minh nha. Đây là cái nick mà đang ghim đây này. Được chưa? Ok. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của chúng mình. Và xem video livestream lại về tường ạ. Hello. Hello. Cảm ơn cả nhà đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình Violin. Hân hạnh cảm ơn tất cả các cháu. Các cháu giúp chú Vinh share lại video livestream lại về tường ạ. Và tag các bạn vào trong video livestream này ạ.
Các cháu giúp chú Binh xe video live stream này lại về tường và tác các bạn đến mất gốc vào trong video live stream này. Ok, xem nào, tặng quà gì nào. Tối nay các cháu thích tặng quà gì nhỉ? Mình sẽ có chuyên mục tặng quà. Đây, các cháu thích tặng quà gì ạ? Đề chuyên Hùng Vương nhé. Đề chuyên Hùng Vương mới thi. Các cháu thích đề chuyên Hùng Vương mới thi hay là thích đề hay là tóm tắt lý thuyết hóa 12 nào? Tóm tắt lý thuyết hóa 12 nhé, cho nó hot hit nhé. Đây, tặng quà tóm tắt lý thuyết hóa 12. Ok. Bước 1, xem video livestream lại về tường ạ. Bước 2, comment đáp án câu số 1 ạ. Chúng ta sẽ có món quà đầu tiên là quà tóm tắt lý thuyết hóa 12. Ok, bắt đầu từ lúc chúng mình nói. Ok. Đấy, bắt đầu từ lúc chúng mình nói thì có bạn gì đây? Phạm Thị Tâm. Hello, chào Tâm. Tâm xe chưa? Tâm chưa xe, không có quà. Bước 1, xe video livestream của chúng mình lại về tường ạ. Bước 2, comment đáp án sẽ nhận được quà. Hà Thu Diệu xe rồi. Nhìn thấy Diệu xe từ lúc nãy rồi ạ. Gửi quà cho Hà Thu Diệu này. À, tóm tắt lý thuyết hóa. Ok. Bước 1, xe video livestream chúng mình lại về tường với 2 comment đáp án nha, có quà nha. Hello. Chào cả nhà đang theo dõi buổi học hôm nay của chúng mình ạ. Chào Duy Khánh. Chúng mình sẽ có 20 slot tặng quà cho 20 cháu comment đầu tiên ạ. Ok. Hello, chào Duy Khánh. Đây, gửi quà cho Duy Khánh ạ. Đấy, tóm tắt lý thuyết hóa nha. Bước 1, xem video livestream chúng mình lại về tường ạ. Bước 2, comment đáp án. Chào Công Đức. Công Đức ạ. Công Đức xe chưa ạ? Công Đức xe rồi ạ. Nay chúng mình chữa full đề của Sở Hà Nội luôn. Nay chữa full đề của Sở Hà Nội cho các cháu xong luôn. Các bạn có muốn chữa hết cả 40 câu không ạ? Hello, chào Đặng Thu Thủy. Bước 1, xem video livestream chúng mình lại về tường ạ. Bước 2, comment đáp án ạ. Đặng Thu Thủy chưa xe. À đâu, Đặng Thu Thủy xe rồi đây. Quên mất. Tí chết nó lại chửi cho sấp mặt. Đặng Thu Thủy này. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hãy share video này bởi vì đây là một video free ạ. Giúp cho mình tắt các bạn của các cháu bị mất gốc ở đây vậy ạ. Chào Đỗ Quyên. Ok. Đỗ Quyên share video livestream chúng mình lại về tường chưa? Đỗ Quyên chưa share, chưa có quà cho ạ. Phạm Văn Thịnh share video livestream chúng mình lại về tường chưa? Phạm Văn Thịnh share rồi, gửi quà cho Phạm Văn Thịnh. Bước 1, share video livestream chúng mình ạ. Bước 2, comment đáp án ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang tham gia buổi học ngày hôm nay. Hãy share lại video này bởi đây là một video free. Sao các cháu thấy đề Hà Nội nào? Đề Hà Nội dễ cực. Tí cho mình cân rồi xem. Đề Hà Nội làm sướng lắm. À, nhận đánh giá qua về cái đề này nhá. Đánh giá qua về cái đề này thì chúng mình thấy là chưa có cái gì mà ý tưởng hay là đột phá mới, nhưng mà thích hợp với việc mà làm ôn tập của chúng ta. Chúng mình khá là thích đề Hà Nội bởi vì bao nhiêu năm rồi chữa đề Hà Nội nó có một cái cảm giác gì đó thân thuộc. Và trong ngày hôm nay thì cũng cảm ơn bạn Huyền Anh. Bạn Huyền Anh là học sinh học offline của chúng mình, đã thi xong cái đã chụp ảnh ngay lập tức đề thi gửi cho chúng mình và gửi cho các bạn. Và cũng cảm ơn cô Ngọc Ngố là đã tham gia cùng với chúng mình là gõ cái đề này lại cho các cháu để chúng mình có cái buổi đề ngày hôm nay livestream dành cho các cháu ạ. Đấy, trong buổi livestream này chúng mình phải cảm ơn hai người ạ. Một là bạn Huyền Anh, hai là cô Ngọc Ngố đã giúp chúng mình có cái đề này để có thể livestream cùng các cháu ạ. Ok. Vậy thì tiếc gì chúng ta không share buổi livestream này lại nhỉ? Đã có rất nhiều người giúp tham gia và giúp cho chúng ta có những cái buổi học chất lượng như thế này. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình ạ. Hãy share video này nhiệt tình về đây một video free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc nhé. Quan trọng nhất là giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này. Để cho các bạn cùng có thể học giỏi hóa hơn. Bởi vì 20 câu đầu là 20 câu. 20 câu đầu của chúng mình là 20 câu. 20 câu gì ạ? Là 20 câu chống liệt ạ. Đây này, có rất nhiều bạn rất là hay share video live stream chúng mình. Ok, ví dụ bạn Nguyễn Thị Hường. Đấy, cảm ơn bạn rất là nhiều bằng cái món quà nho nhỏ của chúng mình ạ. Mai chúng mình sẽ làm nhiều quà nữa cho các cháu ạ. Hello, chào Trang Hoàng ạ. Trang Hoàng là một bạn rất là hay comment luôn. Trang Hoàng rất hay comment và hay share bài chúng mình. Ok, chúng mình xin phép chúng mình tặng quà thêm cho hai bạn nữa thôi ạ. Chúng mình xin phép chúng mình tặng quà thêm cho hai bạn nữa thôi rồi mình bắt đầu vào học ạ. Hello, chào Minh Quân ạ. Minh Quân rồi. Minh Quân xe chưa ạ? Minh Quân chưa xe, chưa có quà rồi. Hello, chào Minh Quân. À, có bạn thêm một chút nữa là có bạn bạn bảo là tại sao cháu share rồi mà chú không nhìn thấy. Thì đây đây chú có kiểm tra này này. Nếu mà cháu share thì nhớ là phải để chế độ public thì chúng mình mới nhìn thấy. Còn nếu mà cháu không để chế độ public thì chúng mình không thấy đâu ạ. Thứ hai là chúng ta nhớ cho chúng mình là chúng mình có các cái mức tặng quà như là ở câu số 10, câu số 20, câu số 30 và câu số 40 ạ. Các cháu chỉ cần
Comment đáp án thật nhiều để chúng mình thuộc tên thì ngay lập tức các cháu sẽ nhận được các món quà của chúng mình ở các mức câu số 10, câu số 20, câu số 30 và câu số 40. Ok ạ. Bắt đầu học thôi chị ạ. Sẵn sàng đi chấm kìa ạ. Rồi mình vào học ạ. Nhớ là để buổi học diễn ra được tốt đẹp nhất và để cho các cháu cùng học giỏi nhất thì hãy giúp chú Minh share lại video live stream này lại về tường và comment đáp án thật là nhiều ạ. Ok, cảm ơn các cháu ạ. Mình bắt đầu học nhé. Mình bắt đầu học được chưa ạ? Alo các cháu ơi. Alo các cháu ơi. Các cháu ơi, mình học được chưa? Bắt đầu nhá. Ok, xin giới thiệu với cả nhà, hôm nay chúng mình sẽ chữa chúng ta cái đề Sở Giáo dục Hà Nội lần 2 vừa mới thi xong ạ. Một cái đề khá là hay ạ. Ok, mình bắt đầu vào học nhá. Nhớ vào comment đáp án để mà chúng ta vừa học thuộc lý thuyết hơn mà vừa mới có thể mà nhớ cái lý thuyết hơn ạ. Ok, câu số 1 ạ. Cấu hình electron lớp ngoài cùng ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố kim loại kiềm. Kim loại kiềm ví dụ như là li ti, natri, kali, rubidi, cesi và francis thì các nguyên tử kim loại kiềm này thuộc nhóm 1A và bởi vì nó thuộc nhóm 1A nên cấu hình E lớp ngoài cùng của nó luôn luôn là Na1. Câu số 2 ạ, rất là dễ thôi ạ. Dung dịch nào sau đây? Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ạ? Lưu ý ở đây là từ chuyển sang màu xanh ạ. Thì cả nhà lưu ý cho chúng mình là anilin C6H5NH2 thì không làm quỳ tím chuyển màu. Alanin ạ, H2N CH2 COH thì nó có một nhóm COOH và một nhóm NH2. Thì cái nhóm COH này thì và NH2 này bằng nhau nên không làm quỳ tím chuyển màu. Được chưa ạ? Axit glutamic thì nó làm sao ạ? Có hai nhóm COH và một nhóm NH2. Vậy phần thắng nghiêng về nhóm COH. Vậy thì ở đây nó sẽ làm quỳ tím chuyển thành màu gì ạ? Nó sẽ làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ ạ. Bỏ nốt ạ. Etinamin ạ, C2H5 NH2 thì cháu này làm quỳ tím chuyển thành màu gì ạ các cháu? Làm quỳ tím chuyển thành màu gì ạ? Chuyển thành màu xanh. Vậy đáp án đúng là đáp án D ạ. Ok. Thế thì câu số 3. Muối nào dễ sau đây dễ bị phân hủy bởi nhiệt ạ? Thế thì mình có này, NaCl là cực kỳ là không bị phân hủy bởi nhiệt nhá. Nó phải nhiệt độ cực kỳ cao phân hủy nó. Na2O4 cũng vậy. Na2CO3 cũng vậy ạ. Thế thì dễ bị phân hủy bởi nhiệt là NaHCO3 đun nóng nhẹ thôi. Thì mình thu được Na2CO3 cộng với lại CO2 cộng với lại H2O. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta câu 3 là đáp án A. Ok. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang rất là nhiệt tình comment đáp án trong buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây vậy ạ. Câu số 4 ạ. Câu số 4 ạ. Cái này là coi như chúng ta học lý thuyết vừa vừa thôi ạ. Câu số 4. Sắt tác dụng với hóa chất nào sau đây để tạo thành hợp chất sắt bạ? Sắt tác dụng với hóa chất nào sau đây để tạo thành hợp chất sắt bạ? Thế thì mình có là sắt tác dụng với bột lưu huỳnh thì tạo thành FeS đúng không ạ? Hợp chất sắt 2 ạ. Vứt ạ. Toang. Sắt tác dụng với lại dung dịch HCl thì cũng tạo thành sắt FeCl2 ạ. Cũng toang nốt ạ. Sắt tác dụng với lại CuNO3 hai lần thì tạo thành sắt dương 2 ạ. Cũng toang nốt ạ. Vậy ở đây chỉ có sắt tác dụng với clo để tạo thành FeCl3 thôi ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Vậy sắt tác dụng với hóa chất để mà tạo thành hợp chất sắt 3 thì nó là FeCl3. Ok. Câu số 5 ạ. Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp ạ? Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp ạ? Thế thì tham gia phản ứng trùng hợp thì yêu cầu nó phải có nối đôi CC ạ. Thế nhìn toluen ạ. Toluen đây ạ. CH3 không có nối đôi CC ạ. Vứt ạ. Benzen ạ. Thực ra là nó có nối đôi CC nhưng trong vòng nên không trùng hợp được ạ. Vứt ạ. Buta 1,3 dien thì sao ạ? Đây ạ, buta 1,3 dien có nối đôi CC ạ. Về mặt bản chất thì buta 1,3 dien nó sẽ được trùng hợp để tạo thành buta dien. Vì vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Còn etan thì vứt ạ. Không có nối đôi ạ. Ok. Ở đây vừa có cháu hỏi là đề để ở đâu. Các cháu nhớ đặt xem trước fanpage của chú Minh để liên tục cập nhật đề mới nhất. Chú Minh liên tục up đề vào buổi trưa 11 giờ trưa thì đặt xem trước fanpage của chú Minh để cập nhật đề nhé. Đề bây giờ vẫn còn ở trên fanpage của chú Minh. Có bạn hỏi là chú Minh ẩn ẩn các buổi livestream khác hay sao mà nó không tải về được thì đúng chính xác chú Minh ẩn các buổi livestream trước đấy ạ. Để tránh lộ bí kíp ạ. Các cháu ơi, các cháu chú ý nhé. Bước 1 share video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án thật nhiệt tình để chúng mình thuộc tên. Lát nữa thôi sang câu số 10, chúng mình sẽ tặng quà cho những cháu nào comment nhiệt tình nhất và chúng mình thuộc tên ạ. Ok, mình bắt đầu sang câu tiếp theo nhá. Câu số 6, dãy chất nào sau đây đều dãy chất điện li mạnh ạ? Cái này mình phải tổng ôn ạ.
Dãy chất nào sau đây đều là dãy điện Li mạnh ạ? À? Được chưa? Thì cái IB này là gõ nó lỗi được ạ. Không sao đâu ạ. Thế thì chất điện Li mạnh thì mình có là HAS là axit yếu nên nó là chất điện Li yếu vứt ạ. Đúng chưa? Thằng tiếp theo Fe2+ lần là chất kết tủa ạ. Đúng không ạ? Thằng này là bazơ yếu ạ. Không phải là chất điện Li mạnh ạ. Tiếp tục ạ, CH3COH là axit yếu ạ, không phải chất điện Li mạnh ạ, vứt ạ. Vì vậy nên chất điện Li mạnh đây là muối này, axit mạnh này, bazơ mạnh này. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò, câu số 6 đáp án B bò ạ. Câu số 7 ạ. Hãy share video này vào đây, một video free ạ, và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Câu số 7, axit amino acetic là thằng nào sau đây ạ? Đây, thằng H2NCH2 COOH. Được chưa? Thì anh này tác dụng được với HCl. Chỗ này là câu này của chúng mình là bị lỗi ạ. Chỗ này không phải là Na2CO3 đâu ạ. Chỗ này là NaCl. Chỗ này là cái chị gõ đề chị bị gõ lỗi, các cháu thông cảm nhá. Sang câu số 8 ạ. Câu số 8 ạ. Chất nào sau đây không có chất lượng tính ạ? Không có tính chất lượng tính ạ. Chất nào sau đây không có tính lượng tính ạ? Các cháu thử comment xem chúng mình xem là đáp án gì ạ. Các cháu thử làm xem ạ. Chất nào sau đây không có tính lượng tính ạ? Căng phết đấy ạ. Nào. ALOH3 lần là tính lượng tính đúng không ạ? ALCl3 là không có tính lượng tính đúng không ạ? Còn Al2O3 là lượng tính, NaHCO3 có HCO3 trừ cũng lượng tính ạ. Vì vậy nên không có tính lượng tính là B ạ, ALCl3. Câu số 9. Ion kim loại nào sau đây có tính oxy hóa yếu nhất ạ? Ion kim loại nào sau đây có tính oxy hóa yếu nhất ạ? Đây là cái đề cực kỳ hot đấy ạ, đề của Sở Giáo dục Hà Nội mới mới thi xong ạ. À, tính oxy hóa yếu nhất, tính oxy hóa yếu nhất vậy thì mình sẽ có là khi nào ba cần mua áo giáp sắt đúng không ạ? Nên sau vô hỏi cửa hàng á phi âu bạc cộng là ô xóa mạnh nhất, vậy yếu nhất là magie 2 cộng, đọc trước đầu tiên. Ok ạ. Nào. Các cháu ơi, câu số 10 nào. Câu số 10 nào, nhanh tay comment đáp án câu số 10, bắt đầu tính từ bây giờ. Đáp án câu số 10 và share video livestream lại về tường sẽ nhận được quà. Ok, 400 cháu đang học cùng chúng mình rồi. À, chào bạn Như Linh. Bạn Như Linh đã comment câu số 10 đầu tiên. Bạn Như Linh chưa share, rất tiếc chưa có quà. Bạn Phương Thảo là bạn số 2. Chúng mình xin phép chỉ tặng quà cho 10 bạn thôi ạ. Bạn Phương Thảo đã share video live stream chúng mình, gửi quà cho bạn Phương Thảo. Nhớ nhá, bước 1 share video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án sẽ nhận được ngay tức quà của chúng mình Bialin ạ. Bạn gấu đã share video live stream chưa đây? Bạn gấu đã share chưa? Bạn gấu share rồi, gửi quà cho bạn gấu luôn. Ok, gửi quà cho bạn gấu luôn, tóm tắt lý thuyết hóa 12. Ok ạ. Thank you tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Ok, Đặng Thu Thủy 7 là đi rồi. Ok, Bùi Đức Lâm ạ. Bùi Đức Lâm câu số 10 ạ. Câu số 10 đã share video live stream ạ. Ok, gửi quà cho Bùi Đức Lâm luôn. Ủa? Đây cháu này mua sách chắc mua được rồi. Hello ạ, chào cả nhà đang theo dõi buổi học của chúng mình ạ. Hello, chào Tuấn Tú ạ. Chúng mình xin phép ở câu số 10 chúng mình chỉ tặng quà cho 10 cháu nào nhanh nhất thôi ạ. 10 cháu nào nhanh nhất comment đáp án nhanh nhất câu số 10, share video live stream chúng mình lại về tường và comment đáp án ạ. Ok ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang tham gia buổi học ngày hôm nay ạ. Chào cháu Hồ Kim Oanh nhá. Hồ Kim Oanh share video live stream chúng mình chưa nào? Hồ Kim Oanh share rồi, gửi quà cho Hồ Kim Oanh này. Đấy, bước 1 share video live stream, bước 2 comment đáp án ạ. Bước 1 share video live stream, bước 2 comment đáp án ạ, ngay lập tức nhận được quà chúng mình luôn ạ. Hồ Kim Oanh này, à, Mata Hiếu Dio, chúng mình xin phép sau bạn này chúng mình chỉ tặng quà thêm hai bạn nữa thôi, cháu này chưa share. Chúng mình chỉ tặng quà thêm cho hai bạn nữa thôi. Hello, chào Hà Ngọc Khương. Hà Ngọc Khương share chưa? Hà Ngọc Khương xe rồi, gửi qua cho Hà Ngọc Khương ạ. Thêm một bạn nữa thôi ạ. Thêm một bạn nữa thôi ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học hôm nay của chúng mình ạ. Ok, Hà Ngọc Khương còn một bạn nữa. Bạn nào bây giờ? Thion. Chắc Thion này là ôn thi rồi. Thion xe với tôi live stream rồi. Ok, gửi quà cho Thion. Chúng mình vừa nhìn thấy một bạn top fan của chúng mình luôn. Chúng mình vừa nhìn thấy một bạn top fan, ưu tiên bạn top fan Xuân Bình luôn. Bạn top fan bạn Xuân Bình số 11. Đây cháu này tổ chức xem chung này, không hổ danh là top fan của chúng mình, tổ chức xem chung. Đấy, yêu quý vậy thì chúng mình phải yêu thương lại thôi. Ok. Thôi mình bắt đầu học tiếp nha. Các cháu nhớ nha, bước 1 share video live stream chúng mình lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Comment đáp án thật nhiệt tình ạ. Ok. Nào, à, phần quà tiếp theo sẽ dành cho 10 bạn nhanh tay comment nhất đáp án câu số 20 khi mà chúng mình bảo bắt đầu ạ. Nhá. Câu số 10. Câu số 10 ạ. Khí X thoát ra khi đốt than trong lò, đốt xăng dầu trong động cơ, gây ngộ độc hô hấp cho người và vật nuôi do làm khả năng giảm vận chuyển oxy trong máu. Chất X là CO2 không có gây độc, vứt ạ. Được chưa? CL2
CL2 không có sinh ra trong động cơ ạ. Được chưa? Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B, CO gây độ ngộ độc hô hấp cho người vật nuôi, giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu. B. Câu số 11, số nhóm chức este trong mỗi phân tử chất béo ạ. Số nhóm chức este trong mỗi phân tử chất béo. Chất béo là gì ạ? Chất béo là gì các cháu? Hôm nay chúng mình vừa mới tổng ôn cho các bạn ở chất béo luôn ạ. Chất béo là trieste của gì ạ? Glycerol và các gốc axit béo đúng không ạ? Vì vậy trieste thì nó sẽ là gì ạ? Có 3 nhá. Có 3 chức este. Câu số 12 ạ. Nhôm không phản ứng với chất nào sau đây? Ui câu này dễ ợt. Câu này bao nhiêu bạn comment đúng câu này xem nào. Nhôm không phản ứng với dung dịch nào sau đây? Nhôm không phản ứng với dung dịch nào sau đây? Nhôm thì đẩy được đồng ra khỏi muối của nó. Nhôm thì tan trong dung dịch kiềm này mắt. Nhôm cũng tác dụng với H2O3 loãng. Vì vậy ở đây là sao ạ? Nhôm sắt chrome bị thụ động trong H2S4 và H2O3 đặc nguội. Vì vậy nên nhôm không phản ứng với H2O4 đặc nguội ạ. B ạ. Câu số 13. Ui câu 13 này chúng mình nghĩ là chắc là các cháu quen hết rồi. Đúng không ạ? 13 này chắc là mình làm đi làm lại quá nhiều rồi chứ đúng không ạ? Chất X có nhiều trong quả nho chín. Thế thì có nhiều trong quả nho chín vậy chắc chắn nó là đường gì ạ? Đường gì xứng với đường nho ạ? Glucose ạ. Bỏ tinh bột, bỏ sắt, bỏ phructose. Chọn ngay glucose. Đọc tiếp ạ. X là chất rắn kết tinh không màu. Hydro hóa X có nghĩa là hydro hóa glucose. Nhờ niken thì thu được Y. Vậy chắc chắn Y là sorbitol. Sorbitol. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok dễ không ạ? Cực kỳ dễ đúng không ạ? Câu số 14 ạ. Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước ở điều kiện thường ạ? Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước ở điều kiện thường ạ? Chúng mình nghĩ là những cái câu này rất là dễ, nó ở mức độ mà thi tốt nghiệp thôi, nên là tất cả các cháu đều có thể làm được. Hãy share video này bởi đây một video free ạ, và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc vào trong video này với ạ. Kim loại nào đây không phản ứng với nước ở điều kiện thường? Kali chắc chắn ăn nước, natri chắc chắn ăn nước, canxi chắc chắn ăn nước. Cái này chúng ta biết từ hồi lớp 8 rồi. Vậy thì không phản ứng với nước ở điều kiện thường là beri. Câu số 15 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide ạ? Disaccharide của chúng ta thì có hai anh ạ, một anh là saccharose và một anh là maltose ạ. Vậy ở đây fructose là monosaccharide vứt ạ. Glucose là monosaccharide vứt ạ. Tinh bột là polysaccharide vứt ạ. Vì vậy nên ở đây thuộc loại disaccharide là saccharose. Đáp án đúng là đáp án C ạ. C là saccharose các cháu nhá. Câu số 16. Câu số 16 là một câu khá là hay. Cho dung dịch HCl lần lượt tác dụng với các chất sau ạ. Câu này rất nhiều cháu bị nhầm đấy ạ. Số trường hợp xảy ra phản ứng là thì HCl là axit chắc chắn nó ăn Fe3O4 một cháu ạ. Nhiều cháu bảo là HCl không ăn FeNO3 hai lần ạ. Có phải không ạ? Cháu có bị như vậy không ạ? HCl nhá không ăn FeNO3 hai lần theo theo kiểu axit với muối, nhưng cái cháu nhìn kỹ này. Anh này cho H cộng. Anh này cho NO3 trừ. Vậy là giống như HNO3 rồi. Anh này lại sắt dương 2 chưa phải là số xóa cao nhất, vì vậy nên chắc chắn có H cộng cộng với NO3 trừ cộng Fe2 cộng để lên sắt 3 cộng. Được chưa? Vậy thằng này có xảy ra phản ứng nhá. HCl thì không ăn với lại FeSO4. Được chưa? Nhưng mà HCl thì có ăn với FeSO3. Được chưa? Axit mạnh để axit yếu là khỏi muối của nó. Vậy mình có là 1 2 3. Vậy có 3 trường hợp xảy ra phản ứng nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Ok ạ, rất là dễ thôi, đâu có khó lắm đâu ạ. Câu số 17 ạ. Câu số 17 ạ. Comment đáp án cháu xem là đáp án gì nào. Cháu nghĩ đây là đáp án gì ạ? Hãy comment theo ý nghĩ của cháu thôi ạ. Ok, câu số 17 ạ. Khi điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng HCl, Fe tác dụng với lại HCl thì mình thu được FeCl2. Nhưng để bảo quản dung dịch FeCl2 không bị chuyển thành hợp chất sắt 3 FeCl3 thì cho thêm một dung dịch lượng nào sau đây? Cho đến HCl không làm được gì. Cho đến HNO3 thì nó biến sắt dương 2 thành sắt dương 3. Cho thêm kẽm thì lại nó biến thành dung dịch kẽm 2. Vì vậy ở đây chỉ có thể cho thêm sắt. Tại sao lại cho thêm sắt ạ? Tại vì cho thêm sắt vào thì nếu mà giả sử có tạo thành FeCl3 á, thì FeCl3 tác dụng với sắt để tạo thành FeCl2. Ok không ạ? Vì vậy nên chúng ta phải cho thêm sắt nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok. Câu số 18 ạ. Câu số 18. Phát biểu nào dưới đây là không đúng ạ? Ui câu này hay dễ sợ luôn. Phát biểu nào dưới đây là không đúng ạ? Theo các cháu nghĩ thì là phát biểu nào không đúng ạ? Các cháu thử nghĩ xem đáp án nào không đúng ạ? 18 ạ, câu này rất dễ ạ, chuẩn bị được 5 điểm rồi. Chuẩn bị chống gốc, chống mất gốc rồi. Chống toang hóa học ở đây rồi. Cho dung dịch AgNO3 và dung dịch FeCl3 có xảy ra phản ứng, thực ra là có nhá. Nó tạo thành kết tủa là AgCl. Các cháu để ý rằng là bạc cộng tác dụng với Cl trừ tạo thành kết tủa AgCl. Bản chất ăn mòn của kim loại là quá trình oxy hóa khử đúng. Ok.
Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là oxy hóa ion kim loại thành nguyên tử kim loại. Đây chúng mình lấy cái ví dụ cho các cháu nhìn là bạc cộng biến về thành bạc. Được chưa? Vậy mình có này, đây thể hiện tính oxy hóa. Tính oxy hóa thì là bị khử các ạ, có nghĩa là khử ion kim loại các ạ, C sai. Vậy C sai, vậy thì đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án C. Đề bài hỏi không đúng mà. Tính chất học đặc trưng của kim loại là tính khử, cái này đúng. Đúng không ạ? Vậy phát biểu không đúng là đáp án D. Ok. Câu số 19 ạ. Thủy phân hoàn toàn 14,6 gram gliala. Thế chúng ta phải tìm được số mol của gliala bằng bao nhiêu ạ? Chúng ta phải tìm được số mol của gliala bằng bao nhiêu đã thì chúng ta mới làm được, đúng không? Thế thì gliala thì phân tử khối của nó đây ạ. Gli này. Ala thì phân tử khối của nó mình sẽ tìm được số mol bằng 14,6 chia cho phân tử khối của nó là 75 cộng với lại 89 trừ 18 thì bằng 0,1 mol đúng không ạ? Đúng không ạ? 75 cộng với lại 89 trừ 18 bằng 14,6 chia N bằng 0,1 mol, đúng rồi. Trong dịch NaOH dư thì mình sẽ thu được muối của mình là gồm Gli bỏ 1 hiro cộng 1 natri và Ala bỏ 1 hiro cộng 1 natri. Ok không ạ? Cực kỳ ok đúng không ạ? Vậy mình bảo toàn đây là 0,1 mol. Bảo toàn tiếp đây là 0,1 mol. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta tìm được khối lượng muối chứ đúng không? Khối lượng muối chúng ta là gì ạ? 0,1 nhân với Gli là 75 trừ 1 cộng 23 cộng 0,1 nhân Ala là 89 trừ 1 cộng 23 bằng 20,8 gram. 20,8 gram các cháu ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok ạ, câu này rất là dễ đúng không ạ? Cực kỳ dễ dàng luôn ạ. Với những skill của chú Binh thì các cháu giải những câu này rất là dễ. Ok. Sẵn sàng không ạ? Sang câu số 20 nào các cháu ơi. 20 nhận quà nào, 20 nhận quà nào. Hình ảnh nó hơi không được nét cho lắm các cháu. Đó, tranh thủ comment đáp án đi ạ để chú Minh chỉnh lại cái hình ảnh một chút cho nó nét hơn. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chú Minh ạ. Hãy share video này bởi đây một video free ạ và giúp chú Minh tag các bạn của các cháu ở đây ạ. Cảm ơn tất cả các cháu ạ. Ok ạ, lại hơi xanh lè. Buồn thế chứ lị. Đợi chú Minh chỉnh một chút. Nó cứ bị xanh xanh. Là do cái góc này nó bị tối. Ok. Thế này là hết xanh. Chỉnh sáng xuống tí thôi. Ok chưa? Nét căng. Ok nhá. Chiến đấu tiếp nhá. Nào, xem nào, những cháu nào comment đáp án câu số 20 rồi. Chúng mình đã nhắc rồi. Chỉ cần comment đáp án câu số 20 và share video livestream lại về tường thì chúng mình sẽ gửi quà ngay lập tức cho các cháu. Ở đây chúng mình tính ngay từ đầu tiên là bạn Hoàng Lan ạ. Xem Hoàng Lan đã share video livestream chưa ạ? Bước 1 share video livestream chúng mình lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Hoàng Lan share rồi. Gửi quà cho Hoàng Lan luôn. Cháu này ở Sầm Sơn Thanh Hóa đấy ạ. Ok, một cháu ạ. Xin phép vào câu số 20 để chú Minh lại gửi quà cho 10 cháu comment nhanh nhất và share video livestream của chú Minh lại về tường ạ. Chào Lê Kiều My ạ. Lê Kiều My share video livestream rồi. Gửi quà cho Lê Kiều My. Nhớ nhá, bước 1 share video livestream chú Minh lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Chào Lê Kiều My nhá. Ui, Lê Kiều My nhận được nhiều quà lắm rồi. À, Hoàng Lan rồi. Nguyễn Văn Tài ạ. Hello, chào Nguyễn Văn Tài. Nguyễn Văn Tài đã share video livestream chúng mình chưa? Chưa share, chưa có quà. Bùi Quốc Cường ạ, Bùi Quốc Cường đã share video livestream chúng mình chưa? Bước 1 share video livestream ạ, bước 2 comment đáp án ạ. Bùi Quốc Cường chưa? Chào Lê Thắm ạ. Nhớ nhá, bước 1 share video livestream chúng mình, bước 2 comment đáp án ạ. Ở đây là chúng mình đang chữa chi tiết nhất đề Sở Giáo dục Hà Nội ạ, đề Sở Giáo dục Hà Nội ạ. Mới thi hôm qua đấy ạ. Mới thi hôm qua. À, để làm được cái đề này thì chân thành cảm ơn, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới cô Ngọc Ngố, tới chị Hoàng Yến đã giúp chú Minh là gõ xong cái đề này nhanh nhất để có thể truyền tải được cái đề này đến cho các cháu ạ. Ok ạ. Hãy share video này bởi cho cháu đã được coi free ạ và giúp chú Minh tag các bạn của các cháu ở đây với ạ. Ok ạ. Nhớ là những chỉ những cháu nào share video livestream thì mới quà. Hà Thu Dịu có quà rồi. Ngô Anh Tú có quà chưa? Ngô Anh Tú có quà chưa? Các cháu không tiếc share video livestream của chú Minh về nhóm cũng như về tường thì chú Minh cũng không tiếc quà với các cháu được. Ok Phạm Anh chụp ảnh lại video livestream mà cháu đã share xong rồi gửi inbox cho chú Minh nhé. Chú Minh không gửi được quà cho cháu. Cháu Sang Bùi cũng chưa share. Các cháu ơi nhớ phải share cơ.
Chào Nguyễn Văn Hạnh ạ. Hello, chào Nguyễn Văn Hạnh. Nguyễn Văn Hạnh xe chưa? Nguyễn Văn Hạnh xe rồi. Gửi quà cho Nguyễn Văn Hạnh đây. Kích nhầm. Nguyễn Văn Hạnh lại kích nhầm thành Lê Kiều My. Máy nó hơi lag tí. Thông cảm nhá. Gửi quà cho Nguyễn Văn Hạnh đấy ạ. Chú Minh xin phép chú Minh chỉ gửi quà thêm cho hai cháu nữa thôi ạ. Chú Minh xin phép chú Minh chỉ gửi quà thêm cho hai cháu nữa thôi ạ. Điện thoại chú bị lag rồi. Chào Trần Nguyên Vọng ạ. Chào Trần Nguyên Vọng. Trần Nguyên Vọng xe video livestream chú Minh chưa? Bạn Nguyên Vọng bạn ấy chưa xe thì chưa có quà. Quang Minh Lương ạ, Quang Minh Lương xe video livestream chú Minh chưa? Bước một xe video livestream lại về tường, bước hai comment đáp án ạ. Quang Minh Lương cũng chưa xe ạ. Ok, con trai cưng ạ, con trai cưng xe chưa? Con trai cưng xe chưa? Con trai cưng xe rồi, gửi quà cho bạn con trai cưng. Chú Minh gửi quà ngay cái phần mà comment nhá. Đây, chú Minh gửi quà cho cháu, bởi vì chú Minh không inbox được cho cháu. Gửi quà cho cháu luôn. Ok. Bước một nhớ xe lại video livestream lại về tường, bước hai comment đáp án là ngay tức các cháu có quà. Ok. Xin phép các cháu tặng quà ở câu số 20 tạm dừng ở đây và tẹo nữa thôi, chúng ta sẽ tiếp tục cái phần tặng quà ở câu số 30 ạ. Ok ạ. Tiếp tục nha. Câu số 20, để mà làm mềm một loại nước cứng chứa canxi 2 cộng, magie 2 cộng, Cl trừ, VS4 2 trừ. Đây là nước cứng vĩnh cửu đúng không ạ? Có thể dùng hóa chất nào sau đây? Thì ở đây chúng mình có từng nói với các cháu rằng là để làm mềm nước cứng ý, thì chúng ta chỉ có hai cái chất chuyên để làm mềm thôi, một là Na3PO4, một là Na2CO3, và đây mình nhìn thấy Na2CO3 nên mình chọn Na2CO3 luôn. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D luôn. Ok. Câu số 21 ạ. Hợp chất nào sau đây không chứa liên kết pi trong phân tử ạ? Hợp chất nào sau đây không chứa liên kết pi trong phân tử ạ? Lưu ý chúng mình ạ, hợp chất nào sau đây không chứa liên kết pi? Metan ạ, metan là CH4, CH4 làm gì có pi ạ? Vì vậy nên A, metan. Ok, ngon lành cành đào luôn ạ. Hãy share video này bởi đây một video free ạ. Giúp cho mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu ở trong video này với bạn. Sang câu số 22 ạ. Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Thế thì AlCl3 là không tác dụng với HCl rồi. Vứt. Đúng không ạ? BaCl2 cũng không tác dụng với HCl rồi. Vứt. Mặt khác X tác dụng với Ca mấy lần thu được kết tủa? CaCO3 không tác dụng với Ca mấy lần. Vứt. Được chưa? Vậy thì ở đây là gì ạ? CaHCO3 hai lần tác dụng với CaOH hai lần thì tạo thành kết tủa CaCO3. Đáp án đúng đáp án D. Ok. Hello, chào tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng mình chữa full cái đề Sở Dục Hà Nội vừa mới thi hôm nọ. Câu số 23 nhá. Câu số 23. Để khử hoàn toàn 8 gram bột Fe2O3. Fe2O3. Chúng ta tìm được số mol của Fe2O3 bằng 8 chia 160. 8 chia 160 bằng 0,05 mol ạ. 0,05 mol. Được chưa? Bằng bột nhôm. Thì mình sẽ thu được Al2O3 cộng Fe. Được chưa? Đề bài hỏi chúng ta là khối lượng bột nhôm cần dùng 2, 2, 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1 ạ. 0,1 vậy thì ngay lập tức mình có 0,1 nhân 27 thì bằng 2,7 gram. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Ok ạ. Ui, thế với cháu là máy chỉnh mãi chẳng đẹp tẹo nào, chẳng nét tẹo nào, chán thế không biết. Ồ. Được chưa? Đỡ lóa quá cháu. Nhìn rõ đúng không ạ? Trông vẫn lóa lam. Đây, bớt lóa hơn. Được chưa? Đỡ xanh hơn. Xanh lè. Chúng mình ghét xanh lắm. Chúng mình ghét xanh lè lắm. Đợi cho mình một tí. Mặt chú thì không quan trọng bằng cái đề ạ. Chú mình đang cố gắng chỉnh làm sao cho cái đề nó nét hơn tí. Đây là lý do tại sao hôm nay chú mình live muộn đi ạ. Chỉnh mãi cái đề nữa. Nó cứ xanh lè. Ghét. Ok.
Ok rồi đấy nhỉ. Nghe vẻ ngon lành cành đào rồi. Học tiếp nha. Ok, mình chiến đấu tiếp à. Sang câu số 24 ạ. Câu số 24. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Câu số 24. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Phát biểu nào sau đây là sai? Xem nào. Các cháu thử làm xem là câu số 24 phát biểu nào sau đây là sai nào. Các amino acid ở điều kiện thường là chất lỏng dễ tan trong nước, sai chưa? Sai. Amino acid thì nó phải là gì ạ? Chất rắn nhá. Phân tử glyalavalin có 3 nguyên tử nitơ, đúng. Nó có 3 liên kết NH. DNHCO này, DNHCO này, cuối lại có NH2 nữa. Đúng. Dùng giấm ăn hoặc chanh khử được mùi tanh của cá do amin sinh ra. Đúng. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển thành màu hồng. Đúng. Vậy ở đây mình sai là gì ạ? 24 sai là A. Ok, câu 25 ạ. 25 ạ. Nhúng một thanh sắt sạch vào dung dịch CuNO3 2 lần. Nhúng một thanh sắt sạch vào dung dịch CuNO3 2 lần. Fe cộng với lại CuNO3 2 lần để tạo thành FeNO3 2 lần cộng với lại Cu. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, thấy khối lượng đinh sắt tăng 1 gam. Được chưa? Thấy khối lượng đinh sắt tăng 1 gam. Vậy mình có này, số mol của Fe phản ứng có phải chính bằng delta M chia cho 8 không ạ? Vậy nó bằng bao nhiêu mol ạ? 1 chia 8 bằng, được chưa? Vậy suy ra khối lượng của sắt nhân 56 bằng bao nhiêu? 7 gam ạ. 7 gam ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Được chưa? Câu 26. Nhanh nhờ. Cực nhanh đúng không ạ? 26. Lên men dung dịch chứa 300 gram. Lên men dung dịch chứa 300 gram glucose. Chúng ta tìm được số mol glucose. Glucose là C6H12O6. Được chưa? Thu được 92 gram. Sorry, chỗ này là ancol ethylic ạ. Ancol ethylic. Vậy ở đây tình mình sẽ C2H5OH 2 lần. Ban đầu anh này là 300 chia 180. Chia 180. Được chưa? 1,666 số mol để anh này đi ạ, 5/3. Ban đầu là 5/3 mol. Phản ứng ạ. 92 chia 46 bằng 2 mol. Vậy suy ngược là mình có 2 nhân 1 chia 2 bằng 1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được hiệu suất của quá trình lên men là bằng 1 chia 5/3 nhân 100, 60% ạ. 60% phải đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok, rất dễ dàng ạ. Câu 27 ạ. Cho các loại tơ sau có bao nhiêu loại tơ thuộc tơ polyamide? Có bao nhiêu tơ thuộc loại polyamide ạ? Hãy chứng minh rằng mình học khủng phần tơ đi ạ. Phần tơ là một trong số những phần mà các cháu rất hay bị sai ạ. Câu 24 ạ. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ polyamide ạ? Cellulose triacetate thì không phải là tơ polyamide. Tơ capron là polyamide bởi vì nó có NHCO. Nitron không ạ, bởi vì nó không có NHCO ạ. Vitco cũng không ạ, bởi vì nó không có NHCO. Nylon 6,6 có NHCO ạ. Được chưa? Vậy là có ạ. Vậy mình có là tơ capron rong và tơ nylon 6,6. Vậy mình có hai thằng đều là thuộc loại tơ polyamide. Đáp án đúng là đáp án B. B bỏ. 28 ạ. Câu 28 này. 28 là một câu hình vẽ thí nghiệm. Thực hiện thí nghiệm như hình dưới đây. Kết thúc thí nghiệm, dung dịch brom bị mất màu. Ủa, câu này dễ ợt luôn. Câu này cực kỳ dễ dàng luôn ạ. Kết thúc thí nghiệm thì dung dịch brom bị mất màu. Thế các cháu thử nhìn xem nhá. Nước vào CaO thì không sinh được khí, vứt. Nước vào C2 thì chúng ta thu được C2H2 là dạng khí đúng không ạ? CH2 là acetylen thì là mất màu dung dịch brom. Vậy chắc chắn đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Đáp án C, natri vào với lại nước thì sinh ra hydro, không là mất màu brom. Đáp án D, Al4C3 vào nước thì mình thu được gì ạ? CH4 đúng không ạ? Vì vậy nên là chỉ có thể là đáp án B, bỏ thôi ạ. Câu số 29. Câu số 29 nào. Este CH3COCH3 có tên là gì? Cháu này có tên là gì ạ? Xem nào. Các bạn có biết không ạ? Cháu này tên là gì ạ? Cùng comment tên của cháu này xem nào. Metin acetat. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 30 nào.
Ôi 30 dễ ẩn ợt. 30 dễ ẩn. Không chơi bạn nào comment trước đâu ạ. Chúng ta chỉ chơi những bạn comment sau thôi ạ. Bước 1 xem video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Chúng mình chỉ tính từ những bạn nào comment sau thôi. Comment trước thì ai bảo là chơi trước. Không chơi với những bạn mà comment trước ạ. Ok ạ. Ok ạ. Đây ạ. Chúng mình nhìn thấy ở đây có bạn Lê Đức Phiêu bắt đầu comment từ lúc mà chú Minh hỏi về đáp án. Bạn Lê Đức Phiêu đã share video live stream cho đấy. Có rất nhiều bạn may mắn nhưng mà lại chưa share video live stream thì lại không nhận được quà. Hà Linh ạ. Hà Linh, Linh đã share video live stream chưa? Đây Hà Linh share rồi. Gửi quà cho Hà Linh vào phần này. Gửi quà cho Hà Linh. Ok. Bước 1 share video live stream chú Minh nhá. Xem nào. Trà My này. Trà My share video live stream chú Minh chưa? Trà My share rồi. Gửi quà cho Trà My này. Gửi quà cho Trà My ạ. Nhớ nha, bước 1 xem video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án là chúng mình gửi quà ngay cho cháu ạ. Ok, Trà My nhá. Trang Phan này, Trang Phan đã xem video live stream lại về tường chưa? Trang Phan xem rồi, gửi quà. Ui Trang Phan lại còn cùng quê chúng mình luôn. Gửi quà cho Trang Phan luôn. Đấy, bước 1 nhớ xem video live stream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Ok, Trang Phan. Đạt Nguyễn này, Đạt Nguyễn đã xem video live stream chúng mình lại về tường chưa? Đạt Nguyễn xem rồi, gửi quà luôn cho Đạt Nguyễn này. Gửi quà luôn cho Đạt Nguyễn này. Ui, sắp hết pin rồi. Hello, chào các cháu. Các cháu đang theo dõi buổi học của chúng mình Merlin ạ. Hello, chào Nguyễn Khắc Quân ạ. Nguyễn Khắc Quân đã share video live stream chúng mình lại về tường chưa? Cháu này chưa share, chưa có quà. Hello, chào An Nguyễn ạ. An Nguyễn đã share video live stream chúng mình lại về tường chưa? An Nguyễn chưa share, chưa có quà. Hello, chào Nguyễn Thị Thúy Hằng ạ. Nguyễn Thị Thúy Hằng đã share video live stream chúng mình lại về tường chưa? Bạn Hằng, bạn ấy share rồi này. Gửi quà luôn cho bạn Hằng này. Buôn mê thuật luôn này. Gửi quà luôn cho bạn Hằng ạ. Hello. À, bạn Hằng là thanh niên live VIP của chúng mình đây. Các cháu nhớ nhá, cháu nào muốn đăng ký các khóa học của chúng mình thì inbox cho chúng mình ạ. Hello, chào bạn Đình Anh Trần. Chúng mình xin phép chúng mình chỉ tặng quà cho bạn Đình Anh Trần này xong thì chúng mình chỉ tặng quà thêm cho một bạn nữa thôi ạ. Đây bạn Đình Anh Trần đây rồi. Gửi quà cho bạn ấy luôn ở phần comment. Đây, gửi quà cho bạn Đình Anh Trần. Đình An Trần. Đấy, gửi quà cho Đình An Trần. Nhanh tay lên ạ. Chúng mình chỉ gửi quà thêm cho một cháu nữa thôi ạ. Hello, chào Hà Linh ạ. Hà Linh đã share video live stream chúng mình lại về tường cho cháu ơi. Cháu share rồi là có quà nhá. Hà Linh share rồi. Gửi quà cho Hà Linh luôn ạ. Gửi quà cho Hà Linh luôn ạ. À chúng mình đã gửi quà cho Hà Linh rồi. Ok nhá. Mình chiến tiếp các cháu nhá. Mình chiến tiếp. Sang câu tiếp theo ạ. Sang câu số 30 ạ. Công thức hóa học của sắt hydroxit là gì ạ? Công thức hóa học của sắt hydroxit là gì ạ? Gì ạ? FeOH 2 lần. Đáp án đúng đáp án A. Ok. Câu 31. Ui câu 31 này nhiều đứa sai cực. Thề luôn ạ. 31 rất nhiều đứa sai. Các cháu cùng xem các bạn bị sai ở đâu nhé. Và cùng thử comment xem là liệu cháu có bị sai như các bạn không nhé. Đây này. Số mol OH trừ chia cho số mol CO2 0,2 chia 0,15 bằng bao nhiêu ạ? 0,2 chia 0,15 chia 0,15 bằng 1,333. 1,33 này lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Một cháu là HCO3 trừ. Đúng không ạ? Một cháu là CO32 trừ. Vì vậy nên ở đây chúng ta sẽ có là tồn tại hai muối, là muối Na2CO3 và muối NaHCO3, đúng không ạ? Được chưa? Vì vậy anh này tồn tại hai muối là đúng nhá. Clo dư vào FeS4 thì mình thu được FeCl3 cộng với lại Fe2SO4 3 lần. Được chưa? Cũng hai muối. Được luôn ạ. C ạ, tỷ lệ 1:1, bởi vì tỷ lệ 1:1 nên mình chỉ thu được một muối là Na2SO4 thôi ạ. Vứt ạ. Cu và Fe2O3 các cháu nhìn chúng mình phân tích nha. Đồng là 1 mol này cộng với lại Fe2O3 cũng là 1 mol này vào dung dịch HCl thì cụm này chúng ta sẽ thu được là Fe dương 3 là 2 mol đồng cộng với lại hai thằng Fe dương 3 để tạo thành đồng dương 2 cộng với lại sắt dương 2 thì đúng là mình thu được hai muối thật. Được chưa? E FeO vào dung dịch KHSO4 ạ. FeO vào dung dịch KHSO4 thì mình thu được là gì ạ? FeSO4 K2SO4 và rất nhiều cháu bị nhầm ạ, mình còn thiếu ạ, KHSO4 dư ạ. Để bài nói đây. Vì vậy nên ở đây mình chỉ có là bao nhiêu ạ? Số thí nghiệm thu được hai muối là ABG. ABG về ở đây mình có bao nhiêu ạ? 3 thôi ạ. 3 thí nghiệm thu được hai muối nhá. Đáp án đúng là đáp án B ạ. Câu số 32. Câu lấy điểm 8 ạ.
Câu số 32, câu lấy điểm 8 đi ạ. Nung 20,8 gam. Hãy xem video live stream này, để đây là một video free ạ, giúp chú Minh tag các bạn các cháu vào trong video live stream này với ạ. Câu số 32. Cho 20,8 gam hỗn hợp gồm 20,8 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, nhôm nung trong oxy trong một thời gian thì thu được chất rắn X 21,52 gam. Thế thì hoàn toàn đấy, chúng ta X chúng ta sẽ gồm gì ạ? Các kim loại như là đồng, magie, nhôm và có cả oxy trong oxit đúng không ạ? Bọn này thì bằng bao nhiêu ạ? 20,8 rồi. Vậy chúng ta tìm được khối lượng của oxy trong oxit. 21,52 trừ đi 20,8 được không ạ? Chia cho 16 ra số mol ạ, 0,045 ạ. Tụi này bây giờ cho tác dụng với lại HCl. Tụi này bây giờ cho tác dụng với lại HCl. Tụi này cho tác dụng HCl thì sao ạ? Khi tụi này cho tác dụng HCl thì sinh ra được khí hydro 0,672 chia 2,4 thì bằng 0,03. Và nước theo oxy là 0,045. Vậy tới đây bây giờ chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro ạ. Được chưa? Đến đây chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro để tìm được số mol HCl 0,03 nhân 2 cộng với 0,045 nhân 2. Được chưa? 0,03 nhân 2 cộng 0,045 nhân 2 bằng 0,15 mol. 0,15 mol là chúng ta tìm được nồng độ bằng 0,15 chia cho 0,5. 0,3. 0,3, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ 300 ml. Ok, xong câu 32. Wow, sang câu 33, một câu cực kỳ hay luôn ạ. 33 một câu cực kỳ hay luôn. Chúng mình chữa chậm cho các cháu xem nhá. Các cháu nhớ vừa coi vừa comment đáp án theo ý kiến của cháu để xem là ý kiến của cháu đúng hay sai nhá. Tiến hành xà phòng hóa theo cái bước sau ạ. Bước 1 là cho vào bát sứ 1 gram mỡ động vật và 2 ml đến 3 ml dung dịch nào mắt nồng độ 4%. Lúc này chưa đun nên không thu được chất lỏng đồng nhất đâu ạ. Sai ạ. Đun sôi nhẹ 30 phút, khuấy nhẹ liên tục bằng đũa thủy tinh, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ thể tích không đổi. Lúc này bắt đầu là thực hiện phản ứng thủy phân đấy ạ. Rót 4 đến 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để nguội. Sau bước 3 thấy có chất rắn nổi lên, chính xác ạ, NaCl vào thì nó làm tăng cái khối lượng riêng của dung dịch lên, đẩy cái thằng xà phòng nổi lên ạ. Đúng bước 3 đấy ạ. Sau bước 3 thì có chất rắn màu trắng nổi lên đúng. Mục đích thêm NaCl bước 3 làm tăng tốc độ, sai ạ. Chỉ làm cho tăng khối lượng riêng thôi ạ. D ạ. Sản phẩm thu được ở bước 3 sau khi lọc hết chất rắn không tan, chất lỏng còn lại thì sau khi mà thủy phân thằng chất béo thì mình thu được glycerol và xà phòng đúng không ạ? Thì lọc hết chất rắn không tan thì chất lỏng còn lại là glycerol vào CH lần tạo thành dung dịch màu xanh lam, cái này đúng ạ. Có thể thay thế mỡ động vật bằng dầu thực vật cũng đúng ạ. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta có 1 2 3 phát biểu đúng ạ. 3 phát biểu đúng, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Ok ạ, đáp án D ạ. Dễ đúng không ạ? Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chú Vinh ạ. Hãy share video này bởi đây một video free ạ. Và giúp chú Vinh tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Câu số 34 ạ. Câu số 34. Tơ ni lông 6,6 thuộc loại tơ tổng hợp. Đúng, đúng ạ. Bốn chất trong các chất nhá. Tác dụng dung dịch nào mắt, phenol có, ethyl acetate có, acid acetic có, lysine có nhóm CH và có nhóm NH2 có nốt, đúng bốn chất. Ok. C. Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm thì đều tạo ra muối thì đúng, nhưng mà ván côn là sai, nó có thể tạo thành anhydride hoặc ceton. Sai ạ. Protein khi bị thủy phân hoàn toàn chỉ thu được các alpha amino acid, sai ạ. Protein đâu phải là các amino acid đơn giản đâu ạ. Protein phải là protein đơn giản cơ, protein phức tạp thì không bao giờ ra được mỗi alpha amino acid mà còn thu được các tạp chất khác ạ. Dung dịch fructose có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc, cái này đúng ạ. Vậy 1 2 3 3 3 phát biểu đúng, đáp án đúng là đáp án A. À, tại sao dung dịch fructose có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc? Tại vì là nó ở trong môi trường AgNO3 trong NH3, NH3 thì lại có môi trường kiềm nên nó làm cho fructose biến thành glucose, thế nên là nó trắng được bạc. Ok, hiểu chưa ạ? Dễ, dễ ợt. Đúng không các cháu? Sang câu 35 nào. 35 mới là hay này. 35 này ối nó bị nhầm ạ. 35 này ối nó bị lừa đấy ạ. Cùng xem các bạn bị lừa ở đâu nhá. 28,8 gam. 28,8 gam. Hỗn hợp gồm 2 este đơn chức. 2 este đơn chức. 2 este đơn chức. Mà tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Số mol NaOH bằng 0,35.
Sau khi phản ứng kết thúc, thu được ancol T. T là ancol. Và mg hỗn hợp gồm 2 muối. 2 muối mg hỗn hợp. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn T thì thu được CO2. Số mol CO2 bằng 6,72 chia 2,4 bằng 0,3. Cộng với lại nước. Số mol nước bằng 8,1 chia cho 18. 8,1 chia 18 bằng 0,45. 0,45 ạ. Vậy ở đây mình thấy là số mol nước lớn hơn số mol CO2. Do số mol nước lớn hơn số mol CO2 nên chắc chắn 100% là ancol này là ancol no. Do este đơn chức nên ancol này là no và đơn. Vậy mình suy ra được công thức tổng quát của ancol no đơn này là CnH2n cộng 2O. Được chưa? Mà ở đây chỉ thu được một ancol thôi nhá. Chúng ta tìm được số mol của ancol bằng số mol nước trừ số mol CO2 bằng bao nhiêu? 0,45 trừ 0,3 bằng 0,15. Vậy suy ra số nguyên tử carbon bằng 0,3 chia cho 0,15 bằng 2. Vậy suy ra ancol chúng ta là C2H6O. C2H6O. Số mol của ancol bằng 0,15. Các cháu nhìn thật kỹ này. Rất nhiều cháu đến đây bảo toàn khối lượng tìm mờ muối luôn là toang. Nhìn nhá. Đáng nhẽ số mol ancol phải bằng số mol NaOH, nhưng đây NaOH này lại phản ứng vừa đủ. Mà NaOH lại lớn hơn ancol. Mà ancol mà este lại đơn chức. Vậy điều này chứng tỏ rằng là este đơn chức này sẽ có thằng este của phenol. Và do có este của phenol nhá, do có este phenol nên nó sẽ có nước. Vậy este này của chúng mình sẽ chia thành hai loại, một thằng là este của ancol và một thằng là este của phenol. Được chưa? Este của ancol thì số mol nó chính bằng số mol ancol 0,15. Được chưa? Đặt số mol este của phenol là A thì có phải mình có là 0,15. Este phenol thì ăn 2 này AH. 2A bằng 0,35. Vậy suy ra A bằng 0,35 trừ 0,15 bằng 0,2 chia cho 2 bằng 0,1. A bằng 0,1. Được chưa? Thế thì este của phenol số mol là 0,1, vậy suy ra số mol nước cũng bằng 0,1. Đến đây mình mới bảo toàn khối lượng các cháu nhé. Đến đây mình được bảo toàn khối lượng 28,8. Đấy, đề nó lừa như vậy. Cộng với lại 0,35 nhân 40 thì bằng khối lượng ancol 0,15 nhân 46 cộng m muối cộng với m nước là 0,1 nhân 18. Vậy đến đây mình tìm được m muối ạ. 28,8 cộng 0,35 nhân 40 trừ 0,15 nhân 46 trừ 0,1 nhân 18 bằng 34,1 gam. 34 ơ, chỗ này chúng mình tính nhầm đâu nhỉ? 28,8. À, chỗ này chúng mình sorry các cháu, chỗ này là đề bị lỗi sao ấy? Đề bị lỗi chứ chỗ này không phải là 28,8 đâu. Chỗ này phải là 26,8 nếu chúng mình nhớ không nhầm. Thì chúng mình đã sửa rồi. Chỗ này là khối lượng nó phải là 28, đúng rồi 26,8 ạ. Sorry cả nhà, chỗ này đề bị lỗi, chỗ này là 26,8 ạ. 26,8 ạ. 26,8 nhá. Thì khối lượng đây bằng 32,1 ạ. 32,1, đáp án đúng là đáp án D ạ. Sorry cả nhà. Đây này là do cái lỗi này lỗi không đáng có thôi ạ. Lỗi này lỗi của mấy chị gõ đề, lỗi tôi không đáng cáo có, cả nhà thông cảm chút nhá. Ok, đáp án đúng của câu 35 chúng ta là đáp án D. 35 đáp án D ạ. Dễ không ạ? Đúng rồi, câu này chữa cả trăm lần rồi, chính xác. 36 nào. 36 này chữa cả nghìn lần. Thế vẫn có đưa sai. Thế mới buồn. Thế mới buồn chị ạ. Buồn hơn con chuồn chuồn luôn. 36 là các cháu. 36 mình cùng giải nhá. Cú lừa. Cú lừa của chúng mình. Ok. Mình sang câu 36 nhá. Dẫn 0,55 mol. Dẫn 0,55 mol. Hỗn hợp X gồm hơi nước. Hơi nước và CO2 đi qua carbon đun nóng, thu được hỗn hợp Y CO H2 CO2 vào BaOH đây lần 0,1. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được kết tủa BaCO3. Đề bài yêu cầu tìm được mg chất kết tủa BaCO3. Thế các cháu lưu ý này. Chỗ này bị thiếu đề ạ, chỗ này phải là 0,95 mol ạ.
thu được 0,95 mol hỗn hợp Y ạ. Thế các cháu nhìn kỹ nhá. Bản thân nước cộng carbon thì tạo thành CO cộng H2. Được chưa? CO2 cộng carbon thì tạo thành CO. Mình nhìn thấy này. Một khí thì tạo thành, bên này là hai khí, bên này là hai khí. Mình thấy tổng quát là một khí thì tạo thành hai khí. Đúng chưa? Các cháu nhìn rõ chưa? Một khí thì tạo thành hai khí. Ok không ạ? Hiểu không ạ? Đúng rồi, câu này auto dễ, chính xác. Thế thì hoàn toàn mình suy ra được gì ạ? Số mol khí tăng đúng không ạ? Số mol khí tăng. Số mol khí tăng chính bằng gì ạ? Suy ra số mol khí tăng. Khí tăng chính bằng số mol của H2O cộng với lại CO2 phản ứng. Mà số mol của H2O và CO2 phản ứng thì lại chính bằng số mol carbon phản ứng. Vậy suy ra số mol carbon bằng 0,95 trừ 0,55 thì bằng 0,4. Carbon phản ứng bằng 0,4. Giờ mình đặt số mol CO sinh ra là A, số mol hydro sinh ra là B. Thì mình có thế này ạ, bảo toàn electron. Carbon từ carbon 0 ạ. Carbon từ carbon 0 thì lên carbon dương 4 đúng không ạ? Carbon 0 lên carbon dương 4, vậy là 4 lần n carbon thì bằng carbon dương 4 này về carbon dương 2 này. 2a. Hydro dương 1 về hydro 0. Dương 1 trừ đi 0 bằng 1 nhân 2 bằng 2. 2b. Đúng chưa? Vậy suy ra mình sẽ có là a cộng b thì chính bằng 4 nhân 0,4 chia 2 thì bằng 0,8. Vậy 0,8 chính là bằng số mol của CO cộng hydro. Vậy suy ra được số mol của CO2 bằng 0,95 trừ 0,8 bằng 0,15. Được chưa? Dễ ợt. 0,15 vậy hoàn toàn đến đây chúng ta có OH trừ chia CO2 0,1 nhân 2 chia cho 0,15. 0,2 chia 0,15 ạ. 1,333. Lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Vậy suy ra tạo thành một muối là mất 1 Ba HCO3 2 lần. Một muối mất 2 là Ba CO3. Đặt cháu này là X, đặt cháu này là Y ạ. Chúng ta có hệ phương trình đúng không ạ? Bảo toàn bari X cộng Y thì bằng, bảo toàn bari X cộng Y thì bằng 0,1. Bảo toàn carbon ạ, X cộng 2Y thì bằng 0,15. Suy ra Y thì bằng 0,05 và x cũng bằng 0,05 luôn. X bằng 0,05 thì chúng ta tìm được khối lượng đúng không ạ? 0,05 nhân với lại 197 thì bằng 9,85 g. 9,85 g, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Dễ thế. 9 điểm rồi các cháu. Ngon lành cành đào nhỉ? 9 điểm chặt rồi. Câu 37 xem nào. 37 xem có gì thú vị. Đốt cháy hoàn toàn 17,64 một triglyceride X gam này CXHIO6 bằng oxy dư thì thu được CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 25,536 chia 2,4. 1,14 mol. Nước, số mol nước bằng 18,36 chia 18. 1,02 mol. Vậy ở đây mình nghĩ ngay đến bảo toàn khối lượng. Mình có 17,64 cộng với lại m của oxy thì bằng 1,14 nhân 44 cộng với 1,02 nhân 18. Vậy đến đây mình tìm được m của oxy. 1,14 nhân 44 cộng 1,02 0,02 nhân 18 bằng trừ 17,64 bằng chia 32 bằng 1,59 ạ. Đến đây chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, chúng ta tìm được số mol của triglyceride 1,02 cộng 1,14 nhân 2 trừ 1,59 nhân 2 bằng chia 6 bằng 0,02 ạ. Ok, 0,02.
Ok nhá. Vậy hoàn toàn tới đây, để bài hỏi này, thủy phân hoàn toàn 0,015 mol X bằng KH vừa đủ thì thu được muối natri stearat và mg muối của axit béo. Thế vậy chúng mình suy ra thế này, canh muối này của chúng mình đây là CXHIO6 cộng với KOH, được chưa? Cộng với lại KOH vừa đủ. Sorry, chỗ này là sai đề ạ, chỗ này không phải là KOH ạ, chỗ này là NaOH ạ. NaOH vừa đủ. Thì nó phải ăn 3 NaOH đúng không ạ? Tạo thành muối natri stearat là C17H35COONa. Khối lượng bằng 4,59. Và một muối của một axit béo Y. Muối axit béo Y cộng với glycerol là C3H8O3. Cộng glycerol là C3H8O3. Thế thì số mol của chất béo này chúng ta biết rồi ạ. Đây là thủy phân 0,015 ạ. 0,015, lưu ý nhá. Hai phần này khác nhau ạ. Phần này 0,02, phần này 0,015 ạ. Được chưa ạ? Phải tinh ý. Hết sức tinh ý cho chúng mình ạ. Các cháu hiểu không ạ? Cẩn thận không là toang đấy ạ. 0,015 mol X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, vậy số mol NaOH bằng 0,045 ạ. Thì thu được C17H35CONa này, Y này, C3H8O3. Thế thì C3H8O3 của chúng ta là bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu ạ? 0,015 đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì tới đây chúng ta làm gì các cháu? Bảo toàn khối lượng nhỉ? Mình có này. Khối lượng của anh này biết chưa? Khối lượng anh này chưa biết, nhưng mà hoàn toàn đây chúng ta sẽ tìm được nhá. 0,02 thì nặng 17,64. Vậy 0,015 thì nặng bao nhiêu ạ? Đây, chúng mình ghi xuống dưới đây. 0,02 thì nặng 17,64 gram. Vậy 0,015 thì nặng bao nhiêu ạ? 0,015 nhân 17,64 chia 0,02, 13,23. Vậy đây mình bảo toàn khối lượng, mình có 13,23 cộng 0,045 nhân 40 thì bằng 4,59 cộng MI cộng 0,015 nhân 92. Cái này là cách giải nhanh nhất đúng không ạ? 13,23 cộng với 0,045 nhân 40 trừ đi 4,59 trừ đi 0,015 nhân 92 bằng 9,06 ạ. 9,06, vậy đáp án đúng là đáp án C. Cái này cần gì phải đồng đẳng hóa đâu các cháu. Ui giời, cái này phải chiều của chú Binh là phải cực kỳ nhanh luôn. Câu 38 ạ. Câu 38 hơi bị kinh đấy ạ. 38 hơi bị kinh luôn ạ. 38 đánh dấu để lại tí nhỉ, tí giải. 38 đánh dấu để lại tí, tí giải. 39 nhìn kinh phết nhỉ. 39 nhìn kinh phết, đánh dấu để lại tí. Mình làm 40 đã, mình lấy 9,5 thôi. Lướt nhẹ cái lấy 9,5. Đúng không cháu? Lướt nhẹ tí lấy 9,5. Câu 40 ạ. Các cháu nhìn nhá. C10H10O4. Được chưa? C10H10O4 này chỉ có một loại nhóm chức. Thế mình ăn 3 NaOH. Vậy ở đây này, chỉ một loại nhóm chức, vậy chắc chắn là nhóm chức este. Nhưng mà lại ăn 3 NaOH nhá. Có nghĩa là số mol OH trừ chia số mol este thì bằng 3. Vậy điều này tương đương với việc X chứa một chức este của ancol. Một chức este của ancol. Được chưa? Và một chức este của phenol. Và một chức este của phenol. Ok không ạ? Ok không ạ? Dễ mà. Thế thì mình pha ra thôi. Dễ lắm. Được chưa? Đấy thì từ cái một phương trình này chúng ta suy được điều vậy. Thế bây giờ thằng C10H10O4 này, một chức este của ancol, một chức este của phenol, thế mình cứ pha phứa thì HCOO này, C6H4 này, một chức este phenol lên rồi. Một chức este của ancol thì chỗ này phải là CH2 OOC. Bao nhiêu carbon đây? 1 2 3 9 rồi. CH3. Được chưa? Đây đây là thằng X. Được chưa? Dễ không ạ? Quá dễ. Hoặc ạ. Hoặc X còn có thể là gì ạ? Đảo chỗ nhau CH3COO C6H4 CH2OOCH cũng được đúng không ạ? Một trong hai cái đều được. Nhưng bản chất của nó khi tác dụng với 3 NaOH thì nó đều tạo thành Y ăn H2O4. Mà đây là, vậy thì suy ra Y chúng ta phải là thằng hai chức rồi.
Vậy y chúng ta chắc chắn là muối hay chức, vì nó chắc chắn là gì ạ? Y đây ạ. C NaO C6H4. Đúng không ạ? CH2 OH. Đây có thể là y không ạ? Không ạ. Thằng này mà ăn với lại thằng y không thể là thằng này. Đúng chưa? Có phải không ạ? Y không thể là cháu này được. Bởi vì y là cháu này thì toang. Đúng không? Thế thì bây giờ thằng này thủy phân thì tạo thành là gì? Ba thằng HCONA nữa. CH3COONA nữa. Ba thằng này cộng với nước. Đúng không? Bây giờ xem thằng nào là X, thằng nào là Y. Thế giờ mình có là hai thằng Y mà tác dụng với H2O4 thì tạo thành thằng E cộng với N2. E4 đặc thì chưa làm ăn được gì. E này là axit, 2E ăn C2O4 thì tạo thành F. Thế vậy thì thằng Y này của chúng ta nhá, tạo thành 2E cộng với H2O4 đặc. 2E cộng với C2O4 thì tạo thành F. Chưa nó đang gì? À đây. MI nhỏ MZ nhỏ MT. Ui ngon rồi. MI nhỏ MZ nhỏ MT, vậy to nhất ở đây là thằng T, vậy đây chắc chắn là T. Được chưa? Đây chắc chắn là Z. Vậy anh này là Y, xong rồi. Vậy Y chúng ta là CHCONA, may thế có cái thằng này. Y ta là HCONA. Vậy bản chất ở đây mình có này, HCONA. Hai cháu này cộng với lại H2S4. Hai cháu này có 24 thì có phải tạo thành là hai cháu HCOOH cộng với lại cháu Na2S4 không ạ? Đúng không ạ? Dễ không ạ? Dễ hợp mà. Đâu khó đâu. Đúng chưa? Vậy tiếp tục nhá. E này, vậy E của chúng ta bây giờ là HCOH rồi. Đây là cháu này là cháu Y, cháu này là cháu E. E ta là HCOH rồi. Là E rồi. Mà 2E thì ăn với lại C2H4 OH2 lần. Thì đây phản ứng thủy à, đây là phản ứng ete hóa thì tạo thành CHCOO tất cả hai lần C2H4 cộng nước thì cháu này là F. Ok chưa ạ? Để bài hỏi cái gì ạ? Chất X có 3 công thức cấu tạo thỏa mãn. Chất X có 3 công thức cấu tạo thỏa mãn. Ở đây chúng mình có 2. Ở đây chúng mình có 2. Chúng mình còn một công thức nữa. Chúng mình còn một công thức nữa. Còn một công thức nữa. Sai ạ. Đây là bài hỏi chúng ta là nhận định sai ạ. Thế mình thử xem nhá, đun thằng Z. Đây, mình đun thằng Z này là CH3CONA nhá, với vôi tôi sút. Thì có phải là thằng này mà vôi tôi sút thì mình thu được CH4 không ạ? CH4 thì đúng là chất khí này nhẹ hơn. Xem nhá, từ từ ạ. Chất X có 3 công thức cấu tạo thỏa mãn, hiện tại bây giờ chúng mình đang chỉ có 2 thôi ạ. Nhá, xem nhá. Đun chất Z với lại vô tô sút thu được khí nhẹ ăn không khí. Đây đun thằng này với vô tô sút thì thu được CH4. CH4 là bằng 16, 16 nhẹ ăn không khí đúng. Chất T phản ứng được với kim loại natri đúng, nên NaOH, nên có OH phản ứng được natri đúng. Phân tử F có 6 nguyên tử carbon. F đâu? F đây. Đúng không ạ? Đề bài bảo là F có 6 nguyên tử carbon. Phân tử F có 6 nguyên tử carbon. F đây của chúng ta là có 2 cộng với 2 là 4, 4 nguyên tử carbon chứ làm sao là 6 được. Đúng không? Thế lỗi à? Phân tử chất F có 6 nguyên tử carbon, thế để khả năng cao bị lỗi rồi. Để khả năng cao bị lỗi các cháu ạ. Chú Vinh nghi ngờ để bị lỗi lắm. Chú Vinh nghi ngờ để bị lỗi ạ. Để bị lỗi. Đúng rồi, đây chị có nhầm. F có 6 nguyên tử hydro ạ. Khổ lắm cơ ạ. Thì đúng ạ. 4 cộng với 2 là 6 ạ. Đúng không ạ? Đúng ạ. Sorry cả nhà, chị bị gõ lỗi đề đấy ạ. Vậy ở đây sai là gì ạ? Chất A có 3 công thức là sai. Bởi vì chất A của chúng ta chỉ có mấy thôi ạ? Bởi vì chất A ta còn chỉ có mấy ạ? Mình vừa làm đấy ạ, chất A mình có mấy thôi ạ? Chất A này của mình chỉ có 2 thôi ạ. Vì vậy nên sai chúng ta là sai A. Cả nhà nhá. Ok ạ, 6 nguyên tử hydro ạ. Ok, thank you cả nhà. Ok, xong câu 40 nhá. Sang câu 38 trước nhỉ. 38 chúng mình thích giải mấy câu muối amoni hơn. 38 nhá. 938 nhá. Chiến được không ạ? Có quyết chiến không thì còn chiến nào.
Khổ lắm. Nhưng mà chúng mình xin phép các cháu một chút là sang cái câu 38 này phải tắt cam mặt đi để mà làm sao có chỗ để còn ghi nháp nháp dài lắm nhá. Ba tám ạ, sẵn sàng chưa? Hỗn hợp e gồm hai chất x và y, trong đó chất x là CnH2n cộng 2O4N4O2. Đây x CnH2n cộng 4O4N2, mối amoni của axit đa chức. Y là CM2M trừ 4 O7 N6 hexapeptide tạo bởi amino acid. Biết 0,1 mol E thì tác dụng tối đa với 0,32 mol NaOH. Trong dung dịch đun nóng thu được emetinamin CH3NH2 và dung dịch chỉ chứa 31,32 gam muối. Phần trăm là. Vậy bây giờ thế này đi ạ, mình đặt số mol thằng này là A thì số mol thằng này là B, chúng ta sẽ có hệ phương trình đầu tiên là A cộng B bằng 0,1 đúng không ạ? Anh này là mối amoni của axit đa chức. Thế là hai chức rồi. Hai chức thì ăn hai NaOH. 2A. Đây là hexapeptide. Hexapeptide thì ăn mấy NaOH ạ? Hexapeptide thì ăn 6 NaOH, 6B bằng 0,32. Đến đây mình bấm máy tính giải hệ, mình tìm được AB. 1 bằng 1 bằng 0,1 bằng 2 bằng 6 bằng 0,32 bằng 0,07 và 0,03. A bằng 0,07, B bằng 0,03. Ok chưa? Thế bây giờ muối nhá. Thế giờ muối chúng ta này. Một thằng là muối của axit carboxylic đơn chức. Vậy một muối chúng ta nó sẽ là RCOONa tất cả hai lần. Đúng không ạ? Muối của axit đa chức. Vậy đây, theo anh này vậy là thằng này là 0,07 mol. Một thằng là muối của amino acid R phẩy COONa một lần NH2. Tính như anh này là 0,03. Được chưa ạ? Vậy thì hoàn toàn đây chúng mình sẽ có bao nhiêu ạ? 0,07. Nhân phân tử khối này là R cộng 67 nhân 2. 134 cộng với 0,03 nhân với R phải cộng với 67 thì bằng 31,32. Bằng 31,32. À sorry, không phải. Thằng này 0,03. Thằng này là hexapeptide thì chỗ này phải là 0,03 nhân với lại 6 chứ ạ, bằng 0,18 ạ. Sorry tí chết. Được chưa? Vậy đây mình sẽ có là 0,07R cộng với 0,18R phải thì bằng 31,32. 31,32 trừ đi 0,03 nhân 6 trừ nhân 67 trừ đi 0,07 nhân 134 bằng 9,88. 9,88. Đúng không ạ? Để từ từ chúng mình nhìn lại. 0,07 nhân 134 cộng với lại 0,07 nhân 134 cộng với lại 0,18 nhân với lại 67. À quên, chỗ này còn chưa cộng ạ, chỗ này cộng 14 nữa ạ. 67 cộng 14 nữa chứ. Cộng 14. 0,18 nhân 67 cộng 14 bằng 23,96. Thì 31,32 trừ n bằng 7,36. 7,36 à. Từ từ đã. Hơi bị loạn chỗ này. Chỗ này không phải, đây 14 cộng 2 là 16. Già rồi nên lẫn ạ. 0,07 nhân 134 cộng với 0,18 nhân với lại
16 cộng 67 bằng 31,32 trừ n bằng 7 ạ. Vậy là mình sẽ có là r cộng với lại r phẩy thì bằng 7r cộng với 18r phẩy thì bằng 700. Được không ạ? Vậy lập bảng thôi ạ. R phẩy ạ. R phẩy mà bằng 14 thì r bằng bao nhiêu ạ? 700 trừ 18 nhân 14. 700 488 448 chia cho 7 64 ạ. 64 to quá, vứt ạ. R phải bằng 28 ạ. 700 trừ 28 nhân 18 bằng chia 7 bằng 28. Ờ được đấy ạ. 28 hay 28 được đúng không ạ? Vậy suy ra R phải sẽ bằng là C2H4 và R sẽ bằng C2H4 đều bằng 28. Ok không ạ? Vậy thì ngay lập tức chúng ta sẽ suy được anh này là gì ạ? C2H4 đúng không? Anh này là gì ạ? C2H4 đúng không? Đây bài hỏi là phần trăm khối lượng của x trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào? Chất x đấy ạ, chất x là chất này. Trong E đây. Ok, thì phải tìm ra công thức phân tử thằng này. Đúng không ạ? Chất x trong E. Vậy suy ra công thức của thằng x ạ. Suy ra công thức của x là C2H4 COONH3 CH3 số 1007. Thằng E, anh này là ALA đúng không? ALA 6 0,03. Để chọn đây, đây là anh X, đây là anh Y. Phần trăm khối lượng của X, phần trăm khối lượng của X thì mình sẽ có đây ạ, 0,07 nhân với mở ngoặc đơn khối lượng 28 cộng 44 cộng 17 cộng 15 nhân 2 chia cho n cộng 0,03 nhân 89 nhân 6 trừ 18 nhân 5 bằng nhân 100 48,61. 48,61 gần nhất với giá trị nào? Thế gần nhất với 49 à? Có phải gần nhất với 49 không ạ? Gần nhất với 49 đúng không ạ? 48,61 thì chả gần với lại 49 còn gì nữa. Đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Gần nhất với 49%. Ok. Ok. Ngon chưa? Ok. Xong nhá. 39 câu cuối cùng. 39 câu cuối cùng. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay mà hết nháp rồi. Đây rồi, còn nháp. 39 ạ. Ok, câu 39 chúng mình xin phép chúng mình giải nhanh nhá. Giải nhanh câu 39 nhá. Thực ra câu 39 này chúng mình chữa rất là nhiều rồi. Các bạn cũng gặp rất là nhiều. Thế nên là xin phép chúng mình sẽ giải nhanh câu này. 39 này. 39 chúng ta có 39 ạ. Cho 0,08 mon hỗn hợp, cho 0,08 mon, cho 0,08 mon hỗn hợp X gồm 4 ST mạch thở phản ứng vừa đủ với hydro 0,17, thu được hỗn hợp Y cũng là 4 ST. Được chưa? No luôn. Đầy đủ mà. Toàn bộ Y, đây là Y rồi. Toàn bộ Y phản ứng. Thế thì Y là 0,08 vừa đủ với NaOH 1 nhân 0,11 bằng 0,11. Thế thì chú ý ở đây ạ. Ở đây thì bài không nói cho chúng ta là đơn chức hay là đa chức.
nhưng cuối cùng thủy phân ra thì tiêu được hai axit carboxylic no và hai ancol no đơn chức, do đều hai ancol no đơn chức, được chưa? Mà mặt khác mình thấy là n của OH trừ chia n của este thì bằng 0,11 chia 0,08, lớn hơn 1. Vậy điều này chứng tỏ trong y của chúng ta sẽ chia làm hai anh. Một anh là este đơn chức, chia thành hai nhóm, một nhóm este đơn chức, một nhóm là este hai chức. Thế thì với hai nhóm này thì chúng ta sẽ đặt một thằng là amon, được chưa? Một thằng là amon, một thằng là bmon. Ok chưa? Một thằng là amon, một thằng là bmon. Nhá. Vậy hoàn toàn mình đã có hệ là A cộng B thì bằng 0,08. Este đơn chức thì ăn 1 NaOH, este hai chức thì ăn 2 NaOH. 0,11. Đến đây chúng ta tìm được A cộng B. Bài khó quá mà. 1 bằng 1 bằng 0,08 bằng 1 bằng 2 bằng 0,11 bằng 0,05 và 0,03. A bằng 0,05, B bằng 0,03. Được chưa? Tiếp tục ạ. À, đề bài bảo với chúng ta là thằng ancol hai muối axit no không nhánh này, 6,88 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức T là hai ancol no đơn chức. Vậy công thức tổng quát nó là CN trung bình H2N trung bình cộng 2O. Khối lượng đề bài cho bằng 6,88. Số mol của ancol, số mol của ancol thì tính thế nào ạ? Số mol của ancol chúng ta để ý số mol ancol chính là số mol NaOH, chẳng quan tâm este như nào. Số mol ancol chính là số mol NaOH, 0,11. Vậy suy ra mình có là 14N cộng 18 thì bằng 6,88 chia 0,11. Vậy đây mình tìm được N bằng 6,88 chia 0,11 bằng trừ 18 bằng chia 14 bằng 3,18 ạ. 3,18 ạ. 3,1818. 3,18. N trung bình bằng 3,18. Được chưa? Thế tiếp tục này. Đề bài có nói chúng ta là đốt mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X thì cần vừa đủ. Chỗ này là sai số ạ, 0,09 mol oxy ạ. 0,01 mol X thì cần 0,09 mol oxy. X 0,01 mol thì oxy là 0,09. Thế mà trên này cho là 0,08 mol X, vậy suy ra đốt 0,08 mol X thì cần là 0,09 nhân với 8. Đúng chưa? Mặt khác y đấy. Bây giờ đốt y thế nào ạ? Đốt y thì y có phải là bằng x cộng hydro không ạ? Y có phải là bằng x cộng với lại hydro không ạ? Thế này 0,08 mol y thì bằng 0,08 mol x. Chỗ này cộng với 0,17. 0,17 hydro. Vậy đốt y thì cộng với oxy thì nó sẽ là bằng 0,09 nhân 8. Một anh Ha đi một oxy thôi, vậy là cộng 0,17 chia 2. Vậy là bằng bao nhiêu ạ? 0,09 nhân 8 cộng 0,17 chia 2. 0,805 ạ. 0,805 mol oxy ạ. Ok chưa? 0,805 mol oxy. Thế nhá. Thế bây giờ làm thế nào nữa ạ? Thế bây giờ làm thế nào nữa ạ? Thế vậy thì suy ra đốt T đây. Đây đây T đây. Đốt T thì cần bao nhiêu oxy ạ? Giờ suy ra đốt T thì cần bao nhiêu oxy ạ? Yêu cầu đấy ạ, phần trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ hơn mà. Để bài hỏi chúng ta là phần trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ hơn này. Vậy thì suy ra đốt T chúng ta cần đốt T thì mình sẽ có là anh này là 3,18, thế mình tính là bao nhiêu nhỉ? Chết rồi, non rồi. Đây ạ, 6,88 chia 0,11. Đây. 6,88 chia 0,11 trừ 18
chia 14. Đây, để phân số cho đẹp ạ, 35/11 ạ. Bây giờ yêu cầu đốt T ạ. Đốt T thì công thức của nó sẽ là C 35/11 H2 nhân 35/11 cộng 2 O cộng oxy, thì mình sẽ thu được là CO2 cộng 2O, đúng không ạ? Bảo toàn carbon 35/11, bảo toàn hydro 35/11 cộng 1, 35/11 cộng 1 bằng 46/11. Bảo toàn oxy ạ, 35/11 nhân 2 cộng 46 chia 11 bằng trừ 1 bằng chia 2 bằng, đây ạ, cần oxy ạ, 105/22. Thế mà số mol của ancol là 0,11, thì suy anh này bằng 0,11 nhân 0,11, 0,525 ạ, 0,525. Vậy suy ra đốt cháy ancol thì bằng cần 0,525 mol oxy. Được chưa? Thế bây giờ vậy suy ra đốt hết cái bột muối ấy, thì sẽ cần là 0,805 trừ đi 0,525. 0,805 trừ 0,525. 0,28 ạ. 0,28 mol. Được chưa? Đấy, kinh khủng phết đấy ạ, không phải đùa đâu ạ. Ok không ạ? Thế thì tiếp tục nhá, chúng ta suy ra nhá. Do đây là este tạo bởi từ một este đơn chức và một este hai chức, nhưng mà este đơn chức và este hai chức sau đó này thu được hai muối, là một muối đều là hai muối của axit carboxylic no không nhánh nhá, đều là hai muối của axit carboxylic no không nhánh. Thế thì một muối hai chức, một muối đơn chức, vậy công thức của muối ạ, muối chúng ta sẽ gồm ạ, một muối của thằng đơn chức nó sẽ là CnH2n trừ 1O2 Na, được chưa? Và một muối của thằng este hai chức nó sẽ là CmH2m trừ 4O4 Na2, được chưa? Đây này, este đơn chức thì là 0,05, thì suy ra anh này là 0,05 mol. Este hai chức anh này là 0,03, thì suy ra của nó là 0,03 mol. Được không ạ? Bây giờ cháy trong oxy ạ, bây giờ phải dùng cái chiêu nhẩm hệ số oxy của chúng mình cho nhanh ạ. Thì suy ra số mol oxy ạ của này ạ, thì bằng 0,05 nhân với lại chỗ này là 3N trừ 2 ạ, đúng không ạ? 0,05 nhân với lại 3N trừ 2 chia cho 2 cộng với 0,03 nhân với lại đây này, chỗ này là 1,5M trừ đi 2,5, 1,5M trừ 2,5. Cái này là chú Minh nhẩm được. Còn các cháu thì chú Minh thì các cháu viết phương trình cháy là các cháu sẽ nhẩm được oxy như vậy. Cái này chú Minh nhẩm được theo cái kiểu là một carbon thì ăn với lại 2 oxy, một hydro thì ăn với 1/2 oxy. Được chưa? Một oxy thì phải trừ đi 2 oxy này, thì nó sẽ ra là các hệ số như này ạ. Cái này chú Minh nhẩm được, các cháu thì cứ viết phương trình ra là nhìn thấy nhá, như vừa nãy. Thì tụi này thì bằng 0,28, mình vừa tính được ở trên này đây, bằng 0,28. Được chưa? Vậy suy ra xem nào. 0,25 nhân với 3m, 0,025 nhân 3, 0,075 22 hết trừ đi 0,05 cộng 0,045m trừ đi 0,075, 0,28. Suy ra 0,075n cộng 0,045m bằng 0,28 cộng 0,075 trừ cộng tiếp, cộng tiếp 0,05, 0,405. Mẫu số chung của này là 15. 0,075 chia 15. À, chia cho 0,015. 5N cộng 3M. Ui, 27 cơ. Lập bảng giải hệ nào. N, M. Nếu N bằng 1, 27
Loại không chết cho 3. Nếu n bằng 2, 27 trừ 10 cũng không chết cho 3. Nếu n bằng 3, 27 trừ 15. 27 trừ 15 chia 3, 12 được, 4. N bằng 3 thì M bằng 4. Ok chưa? Vậy suy ra muối chúng ta là gồm thế bên trên này, N bằng 3 C 3 H 2, 3, 6, 1, 5 O2, NA 4, C4 H 2, 4 là 8, 8, 4 là 4 O4, NA2. Ok chưa? Hai muối rồi. Để bài hỏi phần trăm. Đây, phần trăm khối lượng của muối phân tử khối nhỏ trong Z là. Đây hai muối đấy ạ. Phân tử khối nhỏ hơn thì chắc là thằng trong bên trên. Phần trăm khối lượng đây 0,05. Đây 0,03. Xem nhá. 0,05 nhân bằng 1 đơn, 12 nhân 3 cộng 5 cộng 32 cộng 23 bằng chia n cộng 0,03 nhân 12 nhân 4 cộng 4 cộng 16 nhân 4 cộng 23 nhân 2 bằng 49. 49. 49 ứ có 49. Chắc tính nhầm đâu rồi. Thay n vào xem nào. Bình tĩnh thay n xem nào. Anh này 0,05. Đúng không ạ? Thay n đây là n bằng 3 thì nó là C3. 2 nhân 3 là 6. 6 trừ 1 là 5. O2 NA. Vậy nó là C3 H5 O2 NA 0,05. Rồi, thêm 4 vào đây. C4 2 nhân 4 là 8. 8 trừ 4 bằng 4. Đúng chưa? O4 NA2 C4 C4 H4 O4 NA2 không sai. Bấm lại 0,05 nhân hoặc đơn. Các cháu nhìn xem chúng mình bấm sao nhé. Cộng 5 cộng 32 cộng 23 bằng chia n cộng 0,03 nhân 12 nhân 4 cộng 4 cộng 16 nhân 4 cộng 23 nhân 2 bằng vẫn ra 49. Không bấm sai đâu nhờ. C3 H5 O2 NA C4 C4 H4 O4 NA2. À, chết rồi. Để bài hỏi cái gì? Muối phân tử khối nhỏ hơn. Đúng rồi. Vớ vẩn, bấm vớ vẩn, bà này bà lại ấn sai đề của tôi. Đợi đi xem. Dễ hỏi phân tử khối của muối nhỏ nặng hơn ý. Từ từ, đừng sập nguồn điện thoại nhé. 2K2. Đây, để chúng mình kiểm tra lại xem. Câu số 39 chắc câu cuối. Úi dồi ôi, các em nhìn này. Lớn hơn ạ. Nhục không ạ? Lớn hơn. Khổ lắm. Xin lỗi mẹ Ngọc à. Mẹ Ngọc bấm đề làm con bấm máy tính nhục quá. 100 trừ n bằng 50,31. C. Biết ngay. Ok. Xong bài này. Ngon chặt chưa? Đâu rồi. Hello cả nhà. Chúng ta cuối cùng đã xong đúng không ạ? Cảm ơn cả nhà đã và đang theo dõi cái buổi học ngày hôm nay của chúng mình Berlin. Một trong số những câu rất là hay, rất là thú vị ở trong phần ET. Hẹn gặp lại cả nhà vào các buổi live sau nhé. Bạn nào muốn đăng ký khóa học thì hãy vui lòng inbox cho chúng mình theo nick Vũ Tuấn Minh. Bye bye, chào tạm biệt.